Hello anh em. Hello anh em, một viên mới Sri Lanka nhé. Này, video đập hộp tôi vừa mới quay phía sau đoạn video này. Chú Tạm Hải, bạn sẽ đưa lên luôn nhé. Một viên đá kích thước đây, để anh chị. 7.4 × 7.09, 2.5 carat. Mình đã đầu tiên quay trong video này cho anh chị nhé. Rồi, bên cạnh cái sản phẩm này thì tôi có thêm một sản phẩm nữa, mặt rộng hơn rất là nhiều. 10.42 × 8.1 mm và nặng 3.54 carat. Đá rất đẹp. Khả năng sẽ đẹp hơn cái viên kia một chút. Đây, cái viên này giám định đây. Tôi sẽ quay cho anh chị xem luôn nhé. Đây là viên đá mặt rộng. Đường kính đây, về màu sắc thì nó cũng là cái tông đó anh chị ạ. Nhưng mỗi viên nó sẽ sáng khác nhau. Cái viên này thì hơi mỏng một chút. Thân nó 5.4 mm. Màu sắc thì cũng rất là tốt. Sáng. Đây là hàng sáng cả, nếu lên ổ nhẫn thì rất là đẹp đấy. Trong hai viên này thì cái chi phí của nó gần như là sẽ xem nhau một chút nhá. Cái viên to này tôi đang giao ra cỡ khoảng hơn 120 triệu. Đây là viên nhỏ, viên nhỏ này chất lượng cao hơn. Một cái nhẫn nam rất là đẹp rồi, sang trọng lắm. Chúng ta có thể cài thêm một số cái hàng sapphire nữa. Rất đẹp nhé. Còn viên đá này thì sẽ giao ra là 1.800 đô một ca, tương đương với khoảng 105 triệu. Hôm trước thì văn phòng mình có một viên 2 ca bán 92 triệu cho anh Thành trong Sài Gòn. Viên đấy cũng rất là đẹp. Đây là viên đá tương tự như thế nhé. Chất lượng cao hơn chút, về độ nó to hơn một tí. Đấy, màu sắc thì khá là ổn. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh chị. Anh chị xem thêm trong các video sau nhé. Xin chào.